Hello tất cả các bạn, Thái lại xuất hiện nữa rồi. Hiện tại thì Thái đang đứng tại con đường Nhật Tảo, hẻm 4, khu Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thái lại về miền Tây tiếp mọi người. Hôm nay Thái sẽ đột nhập vào nhà của một chú, một lão nông, một tiền bối của cá sim đá. Đó, anh em nghe thú vị chưa? Thì nay Thái đi theo có một bạn, một fan của Thái, biết Thái về Cần Thơ thì cũng chở Thái đi quay nè. Đây là bạn Phú nè anh em. Trời ơi, mới nói giới thiệu bạn Phú cái đề máy. Đây là bạn Phú nha. Vậy hai anh em mình sẽ chạy vào nhà của chú để quay cho tất cả các bạn xem coi tiền bối của cá sim đá truyền thống mình như thế nào ha Phú nha. Ok. Đây khẩu trang kính quá à. Có thiếu nợ ai không? Sợ người ta đòi nợ hay gì vậy? Ok. Thái và Phú sẽ di chuyển nha mọi người. Ở đây gọi là khu Nhật Tảo ha, ha Phú. Nhật Tảo ha. Đường Nhật Tảo ha. Giống như chợ Nhật Tảo ở Sài Gòn nha. Thái đi như bay anh em. Sài Gòn miền Tây, Sài Gòn miền Tây. Trên đây giờ khu vực hẻm mà nó cũng nhiều nhà như trên Sài Gòn mình ha. Tuổi rồi không Phú? Ok, gần tới chưa? Khu này hả? Nhà này hả? À, đây hả? Rồi. Để đây. À, quẹo xe lại hả? Để Thái lấy một cái mic luôn anh em. À, đây là chú Sáu hả? Rồi, con chào chú. Để Thái lấy cái mic nha anh em. Để con lấy cái mic. Rồi con gắn cái mic vô nha chú. À. Con thấy sao đem nha chú. À. Dạ con biết là khu chú là ở Cần Thơ mình làm nuôi cá sim đá mình đúng không? Truyền thống của mình khá là lâu rồi đúng không chú? À. Dạ chú năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi, chú tên gì? À, chú tên Sáu Bảo. Sáu Bảo ha chú ha. 73 rồi. Là chú chơi cá sim đá này lâu chưa, bao nhiêu năm rồi? Được cũng vài chục năm nhưng mà cũng có gián đoạn, là mười mấy tuổi rồi biết chơi rồi. Ồ vậy ha, rồi gián đoạn xong rồi bây giờ chơi đi làm ăn rồi nọ, rồi giờ mình rảnh rỗi mình chơi tiếp nữa. Dạ con Sài Gòn xuống á, con là Thái Sa Lem. Này con được biết như vậy thì có gì con được phép vô quay cá sim cho mọi người xem được không? À, với lại nhờ chú chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là niềm đam mê của mình ha chú. À. Ha. Ok chú. Mới có tăng cường mà bên đây chưa có đầy. Phú đi chơi Phú. Bên đây hả chú? Nè. À, bên đây ép trong mấy cái thùng mót này hả? À. Tại vì ở đây cũng mình sợ có khi di chuyển rồi nọ mình không làm cái thùng lớn quá nó khó. Dạ dạ. Cái này mình vô coi được không chú? Được được. Dạ, vô coi nhé. Là chính xác là mình chơi mấy chục năm rồi chú? Chính xác cũng cả 50 năm. Trời ơi trời, 50 năm rồi hả? Hôm nay là chú 73 tuổi rồi hả? À. Dạ. Hôm nay con mới diện kiến được chú Sáu ha. Chơi cá gần 50 năm rồi, cá sim truyền thống của mình. Đây nha chú. Này. Cái này 3 tháng tuổi rồi nè. Đây 3 tháng tuổi ha. Này là sim, này là sim. Đó sim truyền thống á. À. Còn nó lai sim Thái là nó cũng có lai sim Thái mà tại vì mấy đứa nhỏ thích cái màu đó, nó gọi là màu truyền thống thì mình cũng chiều thôi, nó mình nói cái màu truyền thống thôi chứ đa số bây giờ là lai hết rồi, không còn cá Việt nữa. Dạ. Cá Việt mình chạy đấy nuôi chơi chứ còn mình nếu mà đá để mà chiến đấu là không lại mấy cá Thái rồi. Dạ. Con cá này là tầm bao nhiêu tháng tuổi này chú? Cá này 5 tháng mấy rồi. 5 tháng mấy ha. À. Năm tháng cái loại này nó chậm lớn lắm, nó không phải dạ. Như mấy con cá cảnh. Dạ. Thành ra mình phải nuôi càng chậm lớn càng tốt. Dạ. Nó mới có cái độ theo chắc. Con được biết là hình như là những con cá sim này là mình nuôi nó phải đủ trên một năm thì nó mới từ 9 tháng trở lên nó mới có thể ra chinh chiến được. Ồ vậy hả chú. À. 9 tháng trở lên luôn ha. À. À, cái này cũng là cá xanh nữa nè. 9 tháng ha, con này chắc ăn đoán cái từng 2 tháng đó, 2 tháng hơn quá. Mấy chắc. Con này hả chưa, mấy con này có 6 tháng mấy 7 tháng à. Dạ. Là mình ép trong cái thùng này luôn hay chú hay sao chú? Ép riêng rồi bắt đầu lớn mình mới tuyển qua đây. À ép riêng. Đây nữa hả chú? Đám này có, cái đám này nó hơi nhét. Đám này nó lại đồ.
nó hơi chói nó, nên đô nó hơi ửng đỏ đó. Mình thấy con chi này nha. Dạ. Wow, còn mấy cái này là cái gì, cái form á hả? Cái này để mình ra cho nó lên form, mà này ít thôi, cái bên nhà mới có nhiều. À vậy hả? Bên đây là mấy con cá nó không có đạt, với lại mấy con cá mình đã sổ rồi đó, nó rách thì nó để mình dưỡng lại. Dạ. Để bán bên đây cho cũng vậy luôn, bên đây cũng là cá những bán lại cho mấy em nhỏ chơi thật đi. Trời ơi, quá trời luôn. Con thấy thời vườn giờ mấy anh em còn hay chơi chơi cá bét tha, là chú chỉ đúng một vòng, ngày xưa giờ là 20 năm nay, 50 năm nay là chỉ sim đá thôi ha. Bét tha nó mới có mấy năm nay à. Dạ. Bét tha là để nít nó chơi, nó màu nhiều màu đẹp. Dạ, còn cái sim này nhiều là con cái là bét tha thì tuổi thọ nó không có lớn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con cá này là con cá tuổi thơ luôn ha chú nhỉ. À. Đúng tuổi thơ luôn. Cái bét tha nó nuôi có 3 tháng mấy là nó xuất hay bán được rồi. Dạ. Con này là 6 tháng chưa xuất bán được nữa. Ồ. Cái nuôi hơi công phu hơn. Quá trời luôn á. À. Mê lắm anh em. Con này cá mái không à. Cá mái hả? Cái nổi lên. Ở đây là một khu rồi, trong nhà sau một khu nữa hả? À. Nhưng mà đây mình tại vì không chật quá không có nuôi một chỗ được. Ủa cái chỗ này con thấy còn rộng mà. Bên này mới thuê à? À mới thuê lại ha. Thì đó đúng tiền nhiều không? Thuê tháng 1 triệu rồi, tại vì ở đây ta để trống à, cũng dạ. Quen biết lấy giá hữu nghị chứ nhà thuê cũng nặng lắm à. Dạ, đây nè, đây có mấy cái lưu truyền thống mình nè. Cái này cái lợi là thủ vần đó. Wow, đỉnh nha, cái này là hơi đỉnh nha chú. Hả? À ép á hả, chú ép trong không, này luôn hả? Không phải mấy con mà để nuôi theo cái chế độ đá đó. À nuôi theo chế độ mà cho nó sung không? À nó có phao là có con hết trơn. Ồ. Này đánh dấu để bậy nào này không có. Đánh dấu bậy nào mày nào vậy đó. Dạ. Ôi ôi. Mấy cái lu này là ngày xưa hay nuôi nè chú ha. Trời ơi, lu này ở Bình Dương nó rẻ chứ, Cần Thơ mình nó 70 ngàn đó. Một cái 70 ngàn hả? À. U là trời. Tại Bình Dương là siêu ra vậy là mày gớm mà. À. Rò gớm nhiều. Có. Mấy lọ ở Bình Dương nó nuôi nhiều lắm mà tại vì. Dạ, trong đây nữa ha chú. À, đây nữa nè. Mấy lại mà hai ly nước thôi. Đây nữa ha. Khỏi dở đi chú, để con quay về được rồi. Cái này là hàng chiến lược đó, hàng chiến lược đó. Hàng chiến lược ha. À. Ôi vậy là bổn chiến lược luôn á. 50 năm rồi thì là anh em biết rồi. Đó. Thấy trên nó là lai cá Thái, còn dưới này là Indo nè. Là Indo ha. À. Indo cá đỏ nè. Vậy là cá truyền thống với lại cá Indo mình thì nó có khác nhau gì không chú, về cái nó cũng cá sim y như vậy mà mình chỉ ở dân trong nghề mới nhận diện được là con cá nào là cá đá con, hoặc là con cá thấy là, con thấy là chia sẻ kinh nghiệm một chút xíu đó chú Sáu, là con thấy là anh em nói là con cá sim đá này nó không có ăn trùng chỉ được hả, gãy răng nó hả? Vẫn ăn được nhưng mình phải lường kỹ à, sợ chứ không ăn, không ăn đại, không cho ăn đại no quá không được. À vậy hả chú, nó mau mập. Rồi cái chế độ ăn của nó là chủ yếu là ăn về cái gì? Ăn lăng quăng. Lăng quăng thôi ha. Thì một ngày nó ăn có mười mấy con lăng quăng là đủ no rồi. Bo bo ăn được không? Bo ăn cũng mau mập luôn, mà con cá lớn nó làm biếng ăn bo bo lắm. Ồ vậy ha. Bo bo chỉ cho mấy con cá bột thôi. Dạ. Bo bo chỉ mấy con cá bột thôi. Mà ở đây thí dụ như mà học sinh đó thì con cá giá tầm bán cho học sinh chơi rẻ không chú? Học sinh thì 30-50 à. 30-50 ngàn là tức là mấy con cá vẫn là cá đá nhưng mà nó không có đạt yêu cầu của mình bán cho mấy đứa nhỏ. Ví dụ như một con cá mà đỉnh nhất mà đạt yêu cầu của chú Sáu là chú Sáu bán nhiêu tiền? Là 200 ngàn. 200 ngàn luôn ha. Wow. Đó anh em thấy chưa, một con mà siêu đỉnh mà để chơi được của chú Sáu là chú Sáu bán 200 ngàn luôn nha anh em. Đây nè, đây là những con cá siêu đỉnh của chú nè. Không, mà nếu anh em nào chơi thì có thể là liên hệ rồi mình mới nói cho nó cụ thể hơn. Dạ dạ dạ. Tùy vào mệnh giá. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn cô. Này mình chỉ cho biết là có nuôi cá vậy thôi để anh em dễ liên hệ thôi. Ôi ôi. Mấy cái này là mấy cái ghi mã số để mình nhớ. Mã số của cái bầy nào. À bầy nào để mình ghi lại trọng lượng của nó. Biết bổn hả chú ha. À. Dạ có cần dạ thôi được rồi có chú Sáu nhiều khi YouTube khó đó, mình giật ra cái nói mình đi làm cho nó bạo lực á.
Dấu. Dạ. Đằng sau còn nuôi không chú? Còn, đằng sau còn. Rồi con đi khám phá hết luôn. Chỗ nào mà chú Sáu nhét cá là con quay hết cho mọi người. Em đi đâu cũng. Dạ. Để xe đó dòm thấy không sao đâu. Ở đây là có cô chú ở hả? À. Mấy đứa cháu nó lại chơi. Chứ dạ. Ở đây có hai ông bà với đứa con à. Đó. Đây, trời ơi, quá đỉnh luôn. Trời ơi, cái góc của chú Sáu này. Này lợi dụng gia đình này kia mình. Cái này là con bò. Bò ha. Bò này là đi vớt. Bò này là mình chú Sáu đi vớt. Sáng 6 giờ đi vớt cho tới 8 giờ mới về. Nhưng bò mà cũng lăn quăng nha, coi như mình vừa đi vớt mình vừa tập thể dục buổi sáng luôn. À. Ha chú. Đây, em bữa kia đang quay mấy bài. Đây ha. Đây ha. Đây, đây là chắc tầm con đón chắc 5 tháng quá. Hơn nó là gần 7 tháng rồi đó. Gần 7 tháng rồi ha. Bây nay 8 tháng, bài này đang xuất bán. Bài này đang xuất bán nè à. Mình bán lẻ vậy thôi chứ mình đâu bán bài bài ha chú. Bán lẻ ai mua bài cũng bán mà ít. Dạ. Rồi những cái này là mình những cái mình phơm. Lên phơm à đúng rồi. À, lên phơm ha à. Trong cái những cái hũ lên phơm này mình có bỏ gì không? Hay chỉ là bỏ nước không, ba rong chỉ thôi. Nước thôi với lại lá bàn. Lá bàn, con thấy có bèo nữa nè. Có bèo cho nó mát. Dạ dạ dạ. Phơm ha. Với lại nó ít có phóng, ví dụ mưa đó nó không có nhảy ra. Dạ. Như mấy cái làm có phao là có cá hết, ở trong đó à, còn hết. Này có phao là mấy cái này hả chú ha? À. Như ở đây nè nó. Ơi con thằng lằn nó té vô nè. Không sao, thằng lằn chạy ra. Giờ nó chạy không chạy ra là nó quất luôn rồi. Đây ha. Đây nữa nè anh em. Che lại cho anh em thấy nè. Có cần thấy nó không? Dạ thấy con thấy. Nó khát nước hay là nó lên lên hả chú? À. Sung dưới ta. Đó, đó. À con thấy à. Để con quay bên này coi. Wow. Con này chắc truyền thống nè. Hả chú nhờ. Đó là lai cá thái á. Bên này nữa. Tại vì con không có chơi rành á. Nên à. Mình chú nhìn vô chú biết con là nhìn vô con đâu biết là nó có lai con gì. Nhiều đây, nhiều em nó điện nó hỏi rồi. Nó kêu hướng dẫn cho nó sao phân biệt cá thái cá này cá kia, mình nói đâu có được, mình thấy có con cá trước mắt mình mới chỉ. Một là có con cá trước mắt, hai là ví dụ như là chú bỏ ra gần 50 năm mình nuôi cá này là mình nhìn riết mình quen rồi. Nhiều khi mình cũng đâu có dễ thích, mình chỉ trong vài ba con nói mình đâu, nhiều khi lại không có hiểu. Ví dụ như hay cỡ nào cũng chỉ coi được con cá là con cá đá hay là con cá để mà trẻ em chơi thôi. Dạ. Chứ còn mà hay dở là không có con nào mà dám quyết cái đó, mà nhìn cá cây biết hay hơn. Dạ, hoặc là cá này dở hơn. Dạ đúng rồi. Trời ơi, đây mấy cái này là cũng thơm luôn ha. À, chỉ có coi được cái da nó có vẻ chắc hay là này kia thôi. Cái đó là tại nhận định của mỗi người vậy thôi. Dạ. Đây có cá đều có cá phải không? Cái nào có phao là có cá. Ồ, trên này nữa. Cái này là mấy cái bình này là mình đi lấy về rồi mình cắt ra hả? À. Tận dụng hả chú? Tận dụng quá đồ phế liệu. Đây có lu nữa nè. Cái này nước là để thay nước cá nè. Ở đây là chú Sáu sử dụng nước nuôi cá sim đá, mình là chú Sáu sử nước, dụng nước gì? Nước máy rồi mình ngâm lá bàn. Nước máy của mình rồi có để lên bicarbonate gì không hay là chỉ có để bicarbonate chứ để chừng 2 ngày hoặc 3 ngày. Ờ, trong nếu nếu lo mình dễ biết lắm, vừa mở lên nó bay mùi liền là mình không sử dụng liền. À, chú Sáu cho con hỏi này một chút xíu là ví dụ như là con cá sim như thế này nè. Ờ, ở khu vực mà chú ví dụ anh em mà ở xa mà muốn mua chú có ship được không hay là chỉ có. Bán vòng vòng đi cho có. Vui thôi. Chú bán nhiều ship xa nhiều lắm. Ồ vậy hả? À. Dạ mình cũng ship được cho anh em đúng vậy không? Vậy là nữa trên cái clip này em đăng cái Zalo với số điện thoại của chú rồi. Rồi ok, có gì ví dụ như mà ai quan tâm cái gì còn để sẽ để số điện thoại của chú lên trên cái clip này ha. À. Anh em nào quan tâm thì alo cho chú Sáu. Chia sẻ kinh nghiệm thì cũng chia sẻ luôn nha, đúng không chú? À, đúng rồi. Ví dụ cái đó rảnh mình cũng chia sẻ, nếu mà em có mua rồi mà mới học chơi thì mình cũng sẵn sàng chia sẻ thôi. Dạ. Rồi ok chú. Nhìn con cũng mê lắm luôn rồi chứ. Nói với mọi người chứ mà chú Sáu mà 50 năm kinh nghiệm về nuôi cá sim truyền thống như thế này rồi. Mà hái ở đây thấy hỏi chia sẻ kinh nghiệm chắc phải tới sáng mai cũng chưa hết về những cái kinh nghiệm mà chú có được trong cái môn cá sim này hả chú? Có nhiều em hỏi chia sẻ kinh nghiệm mà cứ nhắn tin không trả lời nó khoái luôn. Cả ngày luôn hả chú? Ừ. Chừng nửa tiếng nó hỏi một câu, nửa tiếng nó hỏi một câu. Ờ, vậy hả? Nó kêu nó điện thoại đi, mình trả lời một lần. Nó ngại nói, nó ngại nói chuyện, nó chỉ nhắn thôi. Chứ mình nó kêu nó điện cái là nó không điện đúng không chú? Nó cứ nhắn phải không? Con cũng bị mấy lần luôn, con nhiều khi con gọi ra điện thoại cả ngày luôn á. Nét mình đang công chuyện, nó nhắn tin, mình phải quay, mình coi cái gì.
Rồi, đây bò bò cũng đi vớt nè, lăng quăng thì cũng đi vớt nè. quăng đây nè, nhân quăng phải đậy lại vậy đó, rồi cho ăn chiều cho nó giải quyết cho hết, chứ không Dạ. không để dành được. Giờ chú ép là chú ép ở đâu? Đây nè, ép nè. À đây ha, là ép ở đây Đây ha. mỗi tháng ép có 2 bầy thôi. À ép nhiều quá thì Cái đó là nó nó mới vừa trứng nở thôi. là không thấy con khác con đâu, À mới nó nở. ê, nó gió vô nó bay bọt chú ơi. Đóng Không lại không chú. sao, không sao Con hết sợ nó bay bọt nó gớt trơn. cá con nó không có cái bám á chứ. Chỉ có mấy con cá nào mà nó nhát đó là Dạ. nó chạy chẳng làm chìm cá con. À có con bầy đó thôi ha. Đúng Quá rồi. trời luôn, nhìn rất là đúng truyền thống ngày xưa luôn anh em, chỉ biết Như chơi bầy không. này là được 1 tháng nè. Bầy này hả chú? Ở đây á, chú Sáu thường thường chú áo Thấy không? ép cá xiêm như thế này, thấy chú Sáu ép cá xiêm như thế này thì một bầy nó nở nhiều không? Tùy theo, có bầy được 300 400, có bầy vài chục. À vậy ha, tùy hai chú Tại vì Sáu trong cái hả? con bò bò nó bây giờ dễ có cái con kêu bằng cái con ba đuôi đó, là nó kẹp mấy cá con chắc ha. À nó có cái càng á, nó cong cong đó. Rồi trong bo bo lại nếu mà mình không để ý lại có con cá rô. Thì cá Trong rô cái thì trứng á, trứng con của cá cá sạch rô. thì không sao nghe, cá rô nó lớn là nên ăn cá dữ lắm đó. Dạ đúng rồi chú, nó bước hết luôn Nuôi đúng nuôi cùng lúc là được hơn 1 tháng là cá rô nó bằng ngón chân không? cái Dạ. Để con tính coi, 50 năm chơi cá xiêm truyền thống là trước 50 năm đó là vẫn chơi cá lìa thìa hả chú? Chỉ nuôi cá thì không, nào giờ không có chơi cá cảnh. Nhưng mà con cho con hỏi là ví dụ như con cá lìa thìa xong rồi tới con cá sim mình nuôi truyền thống đúng không, là phải con cá lia thia là từ con cá sim, con cá sim truyền thống là từ con cá lia thia lên không, lai tạo ra không, hay Thì là là hai nó khác thôi, chỉ nhau? là nó là vậy thôi. Ủa vậy hả? Cá sim truyền thống tức là nói cá của Việt Nam mình, nhưng mà thực tế gọi là cá sim tức là Thái Lan chứ không phải là cá Việt Nam đâu. Cá Việt Nam À mình là cá tia tia đồng đó. đúng rồi chú. Rồi rồi con cá sim đó mới bắt đầu bên Thái Lan nhập vào đây, rồi bắt đầu mới những anh Mình em chăm mới giống, mình lai lập tại giống. lập giống lai tạo với con lia thia đồng mình nữa. Không, là nếu mà cá đá thì không có lai cá đồng, mà chỉ lai với lại cá sim. À, lai với cá sim khác nữa Cá hả? sim đã có từ lâu đời, không biết thời nào mà cũng gọi là cá sim thôi. Dạ. Thì con cũng thắc mắc, nhiều khi con cũng đi quay cá rất là nhiều mà con không biết là con cá sim là nó xuất xứ từ con cá gì. Có nghĩa là con nghĩ là nó sẽ lai với con cá lia Thì thia. chú cũng không có hỏi kỹ, nhưng mà đúng ra cá sim là không phải là cá của Việt Nam, từ đâu mà đã nhập từ lâu đời rồi, Lâu đời lắm để nó mà chú thành cái cá ha. Việt mình thôi. À, hôm nay là con nhờ có chú đây, có một cái lão làng như vậy con mới hỏi câu hỏi này, chứ con vẫn ngấm ướt trong lòng mà con không biết hỏi ai. Con cứ nghĩ là con cá lia thia đồng mình là từ từ mình lai ra thành con cá sim để mình chọn ra những cái bổn nào mà nó ok nhất, nó Cá sung đồng thì nhất. nó vẫn còn cái máu cá đồng với lại cái da dẫy, là ta biết cá đồng lai liền, Vậy hả? không bao giờ thành Hồi cá xưa chú sim có được. chơi cá đồng không hay là chỉ chơi lia sim này thôi? Có cá đồng nãy có ở ngoài có mấy con đó là lai, Lai gọi ha. là lai năm đó. Mình lấy cá chống sim mình ép cá mái đồng, hoặc là lấy cá đồng gặt luôn, lấy ép lại con cá mái sim. Ở đây là mình có bán về con trống rồi có bán mái không hay Có là chỉ bán bán luôn, trống em không? nào chơi cũng bán luôn. Mái nó mắc tiền không? Máy thì rẻ hơn, nhưng mà nếu mà máy nào mà bày nào quá xuất sắc thì không ít có lò nào bán ra lắm. Thì đó con có mới hỏi là Ai ai chú cũng Sáu muốn có cái bán gì, ai mái cũng không? muốn giữ Đúng rồi, của giữ bổn mình. của mình hả chú? Bên này có không chú? Nó Ủa đây cũng còn có quá trời luôn nè. mày bày này được 3 tháng, 1 tháng là chú ép có 1 bầy 2 bầy thôi mà nhiều vậy hai luôn hả bầy chú? tháng ép 2 bầy 2 bầy. Tại nó ngay mình cũng không có đủ chỗ chứa Dạ, đó. ở đây nữa nè. Lúc lớn mà một cái gì được khoảng 50 con là được, nếu nhiều nữa là cá nó không tốt. Dạ. À chú, những cái con cá sim đá như thế này mà khi mà nó ép á, mà nó phải 9 tháng đến 12 đúng không? Nhưng mà mình mà không kỹ nó, mình mà hai nước nhiều mình đụng nó là cái bầy nó bị nước mới là nó đá lộn lẫn nhau là hư Đúng, cá hết đúng đúng không? rồi, đúng rồi. Nên nó khó chỗ đó phải không? Như con cá beta thì cứ thay thoải mái, còn cá sim này là thay là nó đá. Nó đá hả? Vậy vậy giờ mình hạn chế thay từ lúc tới đó nó lớn luôn hay sao? Thế để mình rút cặn bớt rồi thôi. Động nhiều quá cũng không được ha chú ha. Bởi vậy nó Nhiều khi máu. đang đang nắng gì mà có một cơn mưa cũng nó cũng vợt trong bậy luôn đó, Ủa vậy là hả? vì lạ nước. Là hư hết bài luôn. Nó Nhưng mà đá. nó có bậy thì nó đá quyết liệt luôn, có bậy để chỉ dẫn sơ sơ rồi thôi. À nó giỡn nó sung sung rồi nó đánh qua đánh lại Giống sơ như mấy gà sơ con nhảy qua nhảy lại vậy đó thôi. ha. Dạ. Đây là mấy miếng mót để Để lên chú làm dấu. ghi làm dấu nè. Nè anh em thấy rất là đơn giản nha. Đằng sau này thì thấy là còn rất là nhiều cây bình bát nữa ta. Nhưng mà sao đó Cái khu này mà mình xuống mình nhảy xuống mình vớt có cá lia thia không không có cái này là chỗ đường sông nó vô. chú? À đường sông vô Ở ha. ngoài nhà của thằng con đó, còn cái cơ sở 2 của thằng con ngoài nữa, mà hôm nào có dịp phải đi ra ngoài luôn. Là cũng làm cá giống chú luôn. Cũng cá của chú mà chú đưa cho nó ép ra rồi chú đem về chú bán.
Trời ơi, là ngoài đó là cũng trại rồi, cũng buôn bán chơi cá cũng cũng nuôi đơn giản như chú vậy nè, cũng vài chục thùng trời ơi, nhà có truyền thống luôn rồi. hay nó còn đang đi làm, nó chuẩn bị để mà nữa nó về hưu thì bắt đầu nó nuôi. À cũng y như chăn chú vậy, rất là nói chung là nhìn thấy nó yên bình. Chú con thấy là thứ nhất là mình chăm nó buổi sáng thì mình có thể là đi tập thể dục, mình vớt bo bo lăng quăng nè, rồi về mình giải trí, mình cho nó ăn, rồi mình ngắm nhìn nó. Mình nói chung là nếu mà mình đam mê thì mình ngắm, mình yêu thích những con cá này thì mình cảm thấy là nó rất là thoải mái và dễ chịu luôn, đúng không chú? Nếu mình bận việc vậy từ 6 giờ tới 9 giờ coi như là xong rồi đó, mình có thể đi đâu cũng được, nhưng con cái mình rảnh thì mình chăm sóc thêm. Dạ đúng rồi, nhưng mà bây giờ ví dụ như mà mấy ngày không cho ăn vẫn được phải không chú, hay Khoảng là 3 ngày trở lại, phải nếu ba lâu ngày nữa con cá nó bị mất sức mình phải bồi dưỡng lại lâu. à? Thì ra là như vậy. Nó vẫn ăn được mấy con phiêu sinh vật ở trong, nó không có chết. Dạ nhiều kinh nghiệm ghê luôn á con, nói chung mà con mà hỏi chắc con hỏi tới chiều luôn, kinh nghiệm của chú Sáu quá trời luôn. Ủa kỳ trước em quay do gì nhất vậy đó, không có hỏi hả? Con có hỏi nhưng mà chỗ tại vì á mỗi người có một cái kinh nghiệm À khác đúng nhau, rồi, không có ai nói giống không có ai hết. ai giống ai. Ví dụ như con chơi một con cá cũng vậy, là con chơi con trải nghiệm, con thấy cái gì đó con cá con tốt nhất thì con chia sẻ cái của con thôi, ai mà thấy hợp lý thì làm. Hoặc như chú như này, chú nhiều năm kinh nghiệm, giống như mình chia sẻ đi cho anh em có thêm nhiều kiến thức Ví thôi. dụ con cá đá mà cùng một bầy mà hai người nuôi là đá khác nhau á. Vậy hả chú? À, một người nuôi có thể là đá dẻo dai, người nuôi không dẻo dai gì hết. À, vậy hả? À, Trời ơi. chứ không phải nói cá hay rồi đem về là cứ việc đá là ăn đâu. Dạ. Quá trời lần này cái góc của chú nè. Con chú nay lớn chưa chú Sáu? Cũng Nay. 4 ngoài gần 50 rồi. Vậy là nay là chắc cháu cháu nội chắc lớn nha. À không, mấy đứa cháu nội có cháu cóc luôn rồi Cháu cháu cóc luôn hả? á. Trời ơi, nhưng mà chú 73 tuổi còn nhìn chú còn trẻ khỏe dữ cha. Nhờ cá chú ha, nhờ tập thể Ê, dục với chú tụi có nó. thời gian chú đi làm ở trên thành phố hơn 10 năm. Chú làm gì trên đó? Chú làm cho công ty hóa chất. Làm công ty hóa Rồi chất tại hả? của đứa em nó mở công ty nó không có người đi thu ngân đó. Dạ. Rồi chú lên chú tiếp đi thu tiền không à, chứ không có làm gì năng hết á. Dạ. Rồi mấy chú mấy thứ rảnh thứ bảy chủ nhật là chú mới đi hết mấy cái trường cá, mấy cái lò cá chú nghiên À, nghiên cứu. cứu ha. Nhưng mà bây giờ là mình đánh giá một con cá sim nó tốt là mình đánh giá những cái yếu tố nào chú Sâm? Và bây Có giờ là cái miệng cái với lại miệng cái ha. dáng của nó này Cái với lại miệng đó, đầu dạy tiên là cái miệng đó làm sao? miệng nó to Miệng to ha. mỏ mỏ không có chè ra À có nghĩa là miệng khích bằng nghiến khích không có bị à, miệng chè, khích không bị à. hô phải không? À Rồi cái nhất, cái thứ hai, dáng là như thế nào? cái bản cổ nó trời dày nên nó mới Cái có lực cổ ngay từ cái đầu xuống ngay cái cổ đó mình à, nhìn sao mà giống như còi lặn trong cổ vậy đó, cái bản rô đó, gọi là bản rô đó, đâu đâu nó đâu dán như con chú ở cá đây luôn. chú có con cá nào cái bản cổ dày đâu, chú chỉ con xem. Này. Mấy Mình trên con kia xanh mới đó có mày ha. à, mấy À con chút đi con quẹo lên kia đi, để chú chỉ con trên keo dễ nhìn thôi. Rồi cổ đó xong nó rồi gọi là bản rô bản rô, rồi tới cái gì tướng, lông lá cho nó đều đặn, à có nghĩa cạnh là đuôi nó kỳ cũng vai đều, đồ này cạnh đuôi nọ đều. nhỏ quá cũng không tốt. À rồi xong yếu tố gì nữa chú? Yếu tố nữa là cái Cái dãy dãy, thì không thể diễn tả được, phải từ kinh nghiệm mình xem thôi. cái dãy ha, là biết dãy dày hay dãy mỏng phải không, À từ đúng kinh rồi. nghiệm mình xem ha chú ha. Rồi chỉ như đó yếu tố ha chú. À. Đó anh em thấy Rồi chưa? còn cái nào mình phải coi như là khảo mẻ, tức là mình phải có bạn bè nào có cá nghe nói hay mình đem về mình thử với cá mình, Thì ra là rồi như thí dụ vậy. mình thắng được mẹ đó mình kiếm mẹ khác nào hay hơn nữa mình thử nữa Dạ mình mới đánh giá đường cá mình có chơi được hay không, chứ dạ không phải cứ nuôi tới lớn là nó giống hay là nó hay, không phải. dạ rồi, rất là nhiều kinh nghiệm thú vị từ con À cá siêu truyền thống nha anh em. Thái dám tin chắc rằng những anh em nào mà 8X, 9X mà từng tuổi mà như Thái này, mà ở những cái miền quê nông thôn hoặc là khu vực mà ở có sông nước, có ruộng á, đã từng ha, từng vớt cá lia thia, từng chơi những cái cá sim như thế này, rất rất là tuổi thơ luôn, một cái gì đó rất là tuổi thơ từ những cái hộp như thế này nha anh em, và từng những cái chai keo thủy tinh nữa, những chiếc keo nước biển đó chú, cái đó cũng là một thời xưa hả chú nhỉ. trời, mấy đứa nhỏ nhiều khi nó lại nó mua cá nó cứ đòi chia cái keo hoài, nó không được, nó khoái, nó nói mua keo nhựa để nó không chịu, keo nhựa không đã bằng keo của ông. À, nó đòi keo của ông mới chịu À hả? Trời ơi. Đó anh em xem này. Đẹp lắm anh em, bắt người quá tuyệt vời hồi luôn. xưa mình mua keo phế liệu dễ, bây giờ không có ai bán keo nó cũng khó kiếm mua lắm. Đây một bầy nữa nè. À Nó hết bị chói rồi, để con quay lại cho xem bây nó giờ còn là đẹp không nha. nó xài cái keo vuông mà kiểu ghép như hồ vậy đó, ghép hồ nhỏ đó. Thường thường là chú Sáu cho ăn cá sim ăn nó là giấc nào, giấc sáng hay giấc trưa giấc Chân giấc chiều? sáng không à,
sáng không anh đó, ơi. bây giờ nó xài keo cái này nè, giống À, cái keo này hồ vậy đó. thì hiện tại bây giờ ha, ngày xưa còn con còn nhớ con đi vớt cá lia thia về, con còn lấy cái hũ chao ngày xưa nhỏ Trời xíu à, ơi, con lấy hũ chao con rửa đấy, hũ trao mà nó bị răng cưa không, giờ không thấy con cá đâu trời. nhưng vẫn chơi thôi chú, tại Cái vì đâu thời có gì chú đâu. là cái thời của chú nuôi là nuôi trong gia xá xị, hồi xưa xá xị con cọp đó, nó có À, hai răng cưa mà nó, rồi cái chai bia thì nó màu đen, màu màu xám đen nhưng đó. mà nó nhỏ xíu vậy, con cá nó không có xoay chở được, Nó còn anh vừa nuôi có quỳnh mình cá à. vậy hả chú, mà vẫn chơi luôn Chơi luôn. ha. Mình nuôi trong cái hũ quần gì đâu có đâu, mua cái tỉnh nước mắm, hồi xưa tỉnh mắm nó là bằng bằng sành đó, rồi nó ghép xi măng trên mặt đó, nuôi trong cái tỉnh nước mắm không à. Cô gì chú chơi gì, cô có chơi không, chơi cá không, có Không nuôi không, không hay là chú thôi. bà chỉ thí dụ như có khách lại mua bất tử mà không có tôi ở nhà thì tôi hướng dẫn bà cá nào đâu đâu thì bà biết À, được mà ví dụ như mà bữa nào mà chú bận tôi đi đâu mấy bà. hôm qua ba ngày rồi thì cô có cho ăn giùm được không, Được. phụ luôn ha. Dạ đỉnh rồi chú. Rồi còn chỗ nào nữa không chú, Hết rồi, chỉ có ở nhiêu đây đó ha, à. đây góc của chú nè, cái quay lại một lần nữa cho Tại cũng lớn tuổi rồi, nuôi chơi ha. có thôi. Ở dưới đây thì có những cái tan cá bầy nè, đó những cái tan như thế này ha, còn khúc trên thì có những cái có cái mũ nè, Để có phôm bơm nè, cá. rồi ở đây thì có những cái thảo, những cái chiến chiến nè nè đó, đó khu vực đằng sau nha. Đó, mình lên trên chút, chú chỉ cho con xem con cá nào lại như cái ổ gì đó chú, ai sẽ quay cho mọi người xem chú xác chỉ con cá này, cái ổ nó cũ về về gì đó. Còn uống nước đi thôi. Ok, chờ con chút xíu nha, con quay cho mọi người xem cái này cá Nó rồi cũng chú. cũng như mấy con này, nó gọi là bản rồ này. Cái cổ nó dày thấy rõ thấy À, rồi 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 con biết rồi, không? nó vòm nó bự, vòm cổ nó bự. Con này nó ốm hơn là thấy không? Nó có bằng đâu. Mấy À, con này cũng vậy nè, cái cổ nó nhỏ hơn. trời trời con biết Nhưng mà không phải là cái đó là chỉ một yếu tố thôi, chứ không phải là con nào bản rô cũng hay hết, rồi. mà con nào ốm lại không hay, không phải Dạ. răng nó bén hay không nữa. Răng nó bén hay không nữa ha. À. Này kệ cũng rất là dễ thương. Còn cái hũ keo này là hũ keo của cái đựng cái gì chú Sáu? Keo này hình như keo bơ của Hòa Lan, mà chú đi tới phế liệu chú mua từ cái đó, Vậy hả? mua ở trên thành phố chỗ mà chuyên môn nó nấu miễn đó. À, nó bán cái gì chú mắc không, mấy ngàn? Rồi cái có 10 ngàn mà nó không chịu bán nên nó làm biến lựa, nó Dạ. bỏ một bao nó lại, nó đập Dạ. đập cho thành nhỏ đang nó nấu lại, rồi chú lại chú này nỉ nó cũng không chịu lựa, nó thôi để tôi lựa, rồi nó ông lựa được thì ông lựa tôi bán cho Rồi để con giao bài này nữa. ông. Đó, như mấy cá này là cá đồng lai Đồng lai nè ha. À đúng rồi, cái màu này con nhìn là không biết nè. Nhưng mà con này nó không có đỏ, không, nó lại giống cá sim nhiều. Con này nó giống cá đồng nhiều, con này hơi đỏ nè. Cái chai này nè chú, cái chai này nè, Cái con đang này nói chai cái nước chai này biển hồi nè. xưa. Đúng rồi, cái chai này mà bây giờ là nuôi mới tuổi thơ nè chú. Ngày xưa con Cái chai bây giờ cũng như vậy, nhưng mà cái miệng này nó xíu là khó bỏ con cá vô lắm. Đúng rồi chú. Giờ hồi đứa nó miệng bự hả? Hồi xưa cái miệng nó bự lắm nè, cái miệng nó bỏ ăn cá vô dễ này. Dạ dạ đúng rồi. Còn giờ nó nhỏ quá Mấy nhiều chai khi. này là hơn 50 năm rồi đó trời. Ủa cha chú giữ hơn 50 năm mấy hả? À. Trời ơi đỉnh dữ. Quá, cái này là chú sợ nó nhảy ra chú nhét vô hay À, sao? tại cá đồng nó hay hay nhảy, còn nếu mà ăn cá sim thì không có nhảy. À cá sim thì nó không nhảy ha. Cá đồng chỉ cần để có hơi mưa là nó phóng ra liền, Này vẫn có chú, còn trong cái này chai cũng này. có đó, Thì vẫn có luôn. nè. Tại vì để nhiều khu rằng mình phân biệt của mẻ nào cho mình có khách tới mình dễ dễ lấy ra mình giao đó. Chú à, chú có xài Zalo, Facebook gì không hay là chú Có Zalo có Zalo luôn hả? Số Zalo của chú là số điện thoại bao nhiêu vậy? 0919 650 809. 0919 650 809 đúng không chú? Đó là số Zalo của chú Sáu ha. Rồi rồi vậy Điện là thoại thường cũng vậy, cũng số đó luôn. Rồi rồi là điện thoại thường cũng số đó luôn. Rồi là ví dụ như là anh em mua cá xa là vẫn đi ship vẫn đóng cho anh em luôn. Trời dữ thiệt. Đó anh em nào mà cần chia sẻ kinh nghiệm hay là chia sẻ những giống cá, những cái Mà đơn khách cá. quen á thì không cần xem cá, tại người ta đã có mua mình ta biết rồi, À, biết cái mà bộ chỉ này. hỏi là có cá đó cỡ trình độ cỡ nào là ông bán cho tôi, còn khách lạ thì người ta đòi coi cá là nọ cho người Trình ta trình độ dễ ý. trình độ cỡ nào là tao biết liền đó hả chú nhỉ.
nói cá lớn nhỏ chạm bao nhiêu là người ta nói là mình có theo yêu cầu. Rất là thú vị nha chú Sáu, chú Sáu Bảo đúng không chú? Thì một người nuôi cá là trên 50 năm rồi, rất là nhiều kinh nghiệm trong dòng cá sim đá truyền thống này. Nói chung là 50 năm này thì tôi nghĩ là cũng là phải một cái nghệ nhân về sim đá truyền thống ở khu vực Cần Thơ này rồi anh em. Đúng không mọi người? Cả hơn cả nữa một đời, 50 năm ấy năm rồi. Thì thấy nghĩ là một cái kinh nghiệm rất là dồi dào từ chú Sáu luôn. Thấy hy vọng là anh em nào mà quan tâm với cái mô hình mà nuôi cá sim đá truyền thống như thế này nè, có thể liên hệ với Zalo của chú Sáu hoặc xin hỏi chú Sáu để chú Sáu chia sẻ kinh nghiệm cũng như là muốn những cái bụng cá như thế nào hoặc những giống cá như thế nào. Có thể alo trực tiếp hả chú ha? Đây cháu hả chú? À rồi, rất là một cái khu vực trong ngay chỗ này là hồi nãy cái đường này là cái đường gì chú? Cái địa chỉ của mình ở đây là cái địa chỉ nào chú Sáu? Hẻm 4 Nhật Tảo. Hẻm 4 Nhật Tảo, chạy thẳng vô hẻm 4 là cuối, gần cuối đường là ngó bên tay phải là thấy nhà chú Sáu. Đúng không chú? À ok nha. Phường Lê Bình Cái Răng. Phường Lê Bình Cái Răng. Cái Răng, vừa xuống cầu Cái Răng Cần Thơ mình đúng không? À dạ. Hôm nay là con khá là vui, khá là thú vị luôn, được cho phép của chú Sáu để quay tắt thần tật những con cá của mình này, cũng như là một cái chia sẻ kinh nghiệm vô cùng quý báu cho tất cả các anh em đam mê cá, không riêng về cá sim đá đâu, cũng như những dòng cá cảnh nữa đúng không chú Sáu nhỉ? Đó con cũng chúc cho chú Sáu cùng với lại gia đình của mình này có thật là nhiều sức khỏe nữa, có nhiều sức khỏe thật là tốt luôn, rồi ép thật nhiều dòng cá thật là ok để truyền tải cho tất cả các bạn chơi đúng không chú? Rồi chào hết anh em, cảm ơn. Chúc cho tất cả các bạn đang theo dõi trên video của Thái Salem cùng với lại video tại nhà chú Sáu này, một ngày mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe luôn. Còn bây giờ thì Thái và chú Sáu xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Ok chú.